Dạ, kính chào quý vị khán giả. Hôm nay là ngày 5 tháng 10 năm 2021, dạ, Coleman sẽ chính thức trở lại đường đua review. Dạ, thưa bà con cô bác, hôm nay thì sáng nay thì không có lên công ty, ngày hôm qua lên họp cả ngày rồi sáng nay ở nhà. Đó, ngồi bỗng nhiên thèm cái món miếng lương giòn quá. Mới sợt lên trên mạng tìm miếng lương thanh thảo ở Lý Tự Trọng, chắc bà con cô bác vẫn biết ha. Đó, thì lâu lắm rồi. Ủa chanh đâu đâu trời. À, đây 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 đây. Đó, chỉ cần là bóc điện thoại lên gọi Grab đem tới. Rồi xong, nhưng mà cũng lâu lắm chứ không có nhanh đâu, cả tiếng hồ đó. Rồi. Dạ hôm nay sẽ lâu lắm rồi không có ra miếng lương thanh thảo đây để được ăn, chắc là cũng phải có đến 6 tháng là ít. Đó. Nên là hôm nay thử review lại coi nó làm sao. Húp thử cái nước. À. Chất lượng vẫn như xưa, không có gì khác biệt. Vẫn ngon như ngày nào. À. Đây là thêm thiếu ăn miếng lương nè, bún thang nè, hay là phở nè, miếng gà rồi nè, đó. À, cái tương ớt, nha bà con đừng quên cái tương ớt Bắc nha, là đúng bài luôn. Đó, nhưng cái tương ớt Bắc này nó hơi cay, sắp tới mà Coleman sẽ sản xuất tiếp cái sản xuất tiếp cái tương ớt Bắc mà nó không cay, ít cay chứ không phải không cay. Rồi, chế một xíu nước mắm nhĩ vô, nước mắm nhĩ cá cơm Phú Quốc. Đó, để lát mình chấm chứ không dĩ trơn đó. Rồi cho vô đây cái xí nữa. Hồi nãy mình nếm cái nước mà thì chưa có nêm phải không? Giờ đợi. Rồi. Rồi mời bà con cô bác đừng bỏ buổi sáng nha bà con cô bác. Dạ hôm nay cái ngày hôm nay là cũng là khá là đặc biệt. Là vì ngày hôm nay là có một cái sự cố Facebook. Mắc cười lắm, từ lúc mà 5 giờ từ 11 giờ đêm hôm qua cho tới 5 giờ sáng ngày hôm nay Facebook mới mở lại. Mình thấy bà con nhốn nháo hết. Mà cũng xin chia sẻ với bà con là qua mắc cười đó, mình chẳng biết sao về nhà. Đi làm, đi lên công ty họp hành ở đâu tới về tới nhà khoảng chừng gần 7 giờ tối. Xong cái vô ăn cơm nhanh cái ra xong tự nhiên lên nằm cái buồn ngủ quá, ngủ từ 8 giờ. Quất một giấc từ 8 giờ cho tới 5 giờ sáng nay luôn. Mắc cười. Ô, không nên sự cố Facebook hôm qua không biết gì luôn á. Lên mở hồi cái mình mở trên Facebook ra, thấy status bà con nói chuyện gì đang xảy ra, trời ơi Facebook sập nguồn rồi, có người thì tắt cái modem, mở tắt cái modem wifi để mà tái khởi động lại xem có không biết là tại sao nó bị vậy. Bà cười quá, nhưng mà may quá sáng nay là coi như 5 giờ đã mở lại rồi, tất cả mọi thứ có lại. Và anh Mark Zuckerberg anh cũng lên anh xin lỗi, anh cũng chia sẻ với bà con cô bác là thành thật cáo lỗi quý anh em, coi như là tất cả các thành viên của nhà Facebook ha, vì cái sự cố gì cũng biết, nhưng mà Facebook rồi Messenger rồi luôn cả Instagram mà không có hoạt động được luôn. Trời ơi. Đó, bà con cô bác mình thử tưởng tượng nếu như mà một ngày đẹp trời nào đó mà 24 tiếng đồng hồ mà các cái phương tiện như mạng xã hội như Facebook hay những cái nền tảng khác mà nó biến mất, không thể giao dịch, không thể ấy được thì chắc là cũng rất, mình thấy rất là nhiều người khủng hoảng luôn thôi chứ phải giỡn. Không biết từ lúc nào mà chúng ta đã lệ thuộc vào mạng xã hội một cách mà kinh hoàng như vậy luôn. Chà. Đáng sợ thật chứ. Rồi bây giờ mời bà con bác thử ăn miếng lương giòn. Đây đây, cái sợi miếng này là cái miếng tươi của Thái nè. Đó, riêng cái ở miếng lương thanh thảo là họ sử dụng cái sợi miếng tươi của Thái này. Đó, cho nên là nó ăn rất là dai, rất là ngon, mình thích lắm luôn á. Thêm ít tí tô vô. Chà, hôm nay mấy đứa nhỏ cũng dậy sớm quá, nghe mẹ la ông chùm trong kia rồi. Thật ra thì hôm trước thì ở cái quán mình ghiền miếng lương quá là mình cũng đó, mấy anh em nó thấy mình ghiền miếng lương quá, các anh em nhà bếp nó cũng nấu, dạ, ăn cũng được.
nhưng mà nói một cách công tâm thì mình thấy không ngon bằng cái miếng lương Tam Đảo đó, chứ không phải cái gì nhà mình là nhà mình làm là mình đều thấy ngon đó bà con. Mấy lương chiên bằng cái gì mà nó giòn mà nó thơm dã man. Ngon mấy lương như nào. Ở Nghệ An thì khác nha, họ là họ nấu miếng lương mềm không à. Mà cái Nghệ An là cái xứ phải nói là nói về đặc sản ẩm thực của Nghệ An thì phải nói tới cái món miếng lương đó. Miếng lương cháo lương. Còn họ nấu mềm không à. Mà con lương họ bự lắm, cái miếng thịt nó sớ thịt nó dài mà nó vàng. Nhìn ngon lắm. Còn miếng lương giòn này là kiểu Hải Phòng. Thèm gì ăn đó đúng không bà con? Và ngày mai mình cũng sẽ đi một vòng gọi các cái quán ăn vỉa hè, tại rất nhiều quán ăn vỉa hè mà ngày trước mình từng review. Bún bò nè. Quán ăn hẻm mà nhiều những kiếp mà bún bò cơm tấm hủ tiếu Nam Giang ở gần cái công ty mình, cũng không biết ở bên đó bán lại chưa nữa. Rồi cái mùa này là mấy người bán mà vỉa hè với bán ở hẻm là chắc là mình nghĩ chắc là cũng tiêu tùng hết rồi. Chắc là cục vốn hết. Ngon quá, lâu quá, 6 tháng trời mới ăn được lại cái tô miếng lương á, thật sự luôn. Miếng lương Thanh Thảo đó, Lý Tự Trọng có cái hẻm đi vô, địa chỉ chính xác là mình quên rồi. Bây giờ mình sẽ ghi trong cái phần mô tả để bà con bác xem nha. Nhưng anh ơi, nó mẹ có miếng lương á, bà có mua miếng lương. Nói mẹ là bà có mua miếng lương. Mua miếng lương á, bà để trong đó đó, mua 5 tô á. Nước mắm mà pha với lại tương ớt với lại tương ớt Bắc xuất sắc lắm nha bà con. Đó, chấm trời ơi vị nó thấm thấm ngon lắm. Tự nhiên mình nảy ra một cái ý nghĩ. Biết không? Nếu mà mình đưa tất cả cái những mình đưa được một các cái món ăn, các cái quán mà ngon, đồ ăn ngon mà Coleman đã từng review lên một cái app hoặc một cái web để bà phục vụ bà con rất vui ha. Bà con đỡ phải nhiều khi ở xa quá. Ví dụ ở tới Bình Thạnh thì làm sao mà đặt món ở quận 7, mà ở quận 7 thì sao đặt món Bình Thạnh được. Được nhưng mà nó hơi xa mà nó hơi tốn kém. Riêng ở Sài Gòn chắc là nghĩ mà comment đã
Review nếu mà các quán mình ăn mình review ở Sài Gòn chắc cũng phải lên tới mấy trăm quán rồi đó. Mà có một dạo á mà hôm nay mình không có đi review nữa là vì lên cân quá. Dạ ăn quá, sáng nào không ăn, trưa không ăn. Trời ơi. Mà lúc này lấy là phong độ à. Giờ uống cần tây với lại cái này nè, cái dầu ô liu nè. Đó. Mỗi sáng. Thành ra là mình nghĩ là mình sẽ buổi sáng mình có thể sẽ tiếp tục đi review quán ăn lại. Đây vừa đi review quán ăn nè. Cho bà con xem cho đỡ buồn đó, đặc biệt là những bà con ở phương xa nhìn lại những món ăn quê nhà. Một số người hỏi mình là ủa cái miếng lương này có gì đặc biệt, cũng là miếng lương chiên giòn lắm. Dạ không đâu, cái vị nó không có quá đậm đà, nó không có quá ngọt, nó không nó có nó vừa vừa thôi, nó vừa thanh, cái vị vị của miếng lương thanh thảo á, nước nó vừa thanh dễ chịu lắm, nó không giống cái vị của miếng gà, mà nó cũng không giống cái vị của phở, nó cũng không giống cái vị của bất kỳ một cái món nước nào khác. Miếng lương mình cũng không biết là cái cách nấu như thế nào nữa, là nó có một cái vị rất là khác biệt. Mình thì cực kỳ thích ăn lương giòn, lương mềm thì nó không có giòn, mình ăn mình không thấy vui lắm. Mà cái cách chiên cũng hay lắm, tới giờ này vẫn giòn nha, bỏ trong nước vẫn giòn. Lâu quá cũng không có gặp cái chị chủ ở miếng lương Thanh Thảo, nó sáng sớm rồi mà trước khi đi làm hay ghé ăn. Dù ở nhà ra đi ra khỏi nhà là 6 giờ 6:15 ghé Lý Tự Trọng, nó làm một bát, mình với ông ngoại hai cha con. Ông ngoại cũng thích cái này lắm, mặc dù là răng của ông ngoại hơi yếu nhưng ông ngoại mà cũng thích cái món này. Đã quá. Ăn xong rồi tranh thủ chạy ra Coleman Kitchen, hôm nay mấy đứa nhỏ nó mở nó bán lại rồi, ở 40 Trần Trọng Cung, phường Tân Thuận Đông, quận 7 và 121 Bùi Hữu Nghĩa, phường 1, quận Bình Thạnh. Chicken Fire, gà đúc niêu đã chính thức mở lại. Rồi thôi, sáng nay điện này ăn này trước, rồi sẽ ăn cơm tấm với lại bánh mì rồi tính sau. Miếng lương Thanh Thảo đã chính thức mở cửa lại rồi nha bà con. Có gì bà con không biết lên Google search, mình sẽ ghi trong phần mô tả. Rồi mồ hôi một cây nhễ nhại luôn. Dạ thôi mến chúc bà con cô bác được vào những bề bước vào một cái trạng thái bình thường mới. Mà đừng quên, đi làm hay là đi ra ngoài đường chúng ta phải vẫn tuân thủ 5K, bởi vì cái nguy cơ lây nhiễm vẫn còn rất cao ở trong cộng đồng. Và là mặc dù chúng ta có 2 mũi rồi, chích 2 mũi, chích 1 mũi rồi, nhưng chúng ta không được chủ quan nha bà con. Mình cũng vậy, ở công ty mình cũng vậy, là sáng đầu tuần ngày hôm qua đi làm là các bạn đều phải vào thử test nhanh trước rồi mới được vào công ty, cho dù là các bạn đã chích ngừa 2 mũi rồi á, vẫn phải thử để có ngay từ lúc phát hiện sớm cái mình có thể là đưa các bạn nó đi liền luôn, để tránh cái tình trạng lây nhiễm. Thì đó, thôi bây giờ thì
mạnh, ai nấy lo bảo vệ chính mình. Chứ bây giờ cái việc mà sống chung với Covid là chắc chắn rồi, không chúng ta đâu thể nào mà đóng băng mãi được. Dạ, xin chào tạm biệt bà con cô bác nha. Thứ hai nữa là Facebook Miếng Lương Thanh Thảo đã mở cửa lại rồi, và Facebook cũng đã chính thức hoạt động trở lại rồi. Bà con đừng hoang mang. Xin chào tạm biệt.